Làm gì đấy? Làm gì đấy? Anh đi như ma đấy. Cho tao thử bắn con cá coi mắt nhá. Được rồi mà. Ra đồng bắn chim không? Đi. Mày con trắng cá chim mới à? Cá chim thần trưởng. À. Không, mày vào lấy bật lửa đi để tí để nướng. Làm clip mà. Thôi. Mày đi theo anh chỉ việc xách chim cho anh thôi. Anh ơi. Con chim, để con đi, con bảo bật lửa lên vào mua. Mày cứ cầm đi rồi đi chỉ việc cầm chim anh thôi. Đi chỉ việc cầm chim anh thôi. Đi chỉ việc cầm chim cho anh thôi. Còn việc bắn để thế anh thì anh không chắc chim đi em bắn nhớ. Thôi mày bắn cái người đi lấy xe đi. Nhé. Lấy xe đi anh ơi. Ok. Hai mấy người sau. Bắn bên này mà. Không, bên này này. Nó bắn ở đây. Tìm chim cũng khổ. Thế nó ngất, nó giả vờ nhỉ. Ngất cái gì? Mày ăn một đạn xem mày ngất không. Con này nó tỉnh tinh nhỉ. Đấy quá, thôi bỏ đi. Sang đây bắn chim đen với kia nhiều lắm. Ê, Phí bắn. Phí, yên tâm. Con này nó bé, tha cho nó. Ta mà... em bắn chết tôi rồi. Đi ra bên đây. Đó nó bị thương, nó lặn quá đấy. Tôi bắn cái. Tôi mới bắn không trúng đâu. Anh chủ em đi bắn mà anh không nghĩ anh bắn này. Khôn. Em bắn đâu nó. Đi lên cái chạy. Chị chăm vô kìa. Đại mãi mà đi đứng.
Nó bay hết đi. Anh cho em bắn phát nào đâu? Tí nữa tao cho bắn. Bắn đi gà rồi. Gà thì cứt. Con chim đen cho to mà chẳng bắn con được. Con chim chất chất bằng nơi tao còn bắn trúng. Đâu? 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 Đâu ở dưới kia không tìm thấy đâu. À, đi lên trên này nhiều chim đen lắm. Đi. Đi vậy. Bắn. Phẹt. Đi bắn chim đã phải vội làm gì? Em đâu? Chắc bọn trẻ con nào nghịch rồi. Mày có chỗ này cổng cái bỏng nó che rồi ấy. Hôm nọ mày có đấm thằng nào không? Có đấm bọn trẻ con không? Đấm rồi. Thế thì chắc chắn là bọn nó rồi. Bọn đấy không bao giờ dám đủ tuổi. Thì tự ngươn đi. Bắt nạt nó lắm vào. Bắt nạt bọn nó lắm vào. Bắt nạt trẻ con lắm vào. Ui lúc nào cũng ui giời. Có bim bim là phải đưa cho đại ca. Ui, kéo nó đút hết vào bình xăng rồi. Ui, lỗ cắm chìa khóa đâu. Ôi, thôi. Đây. Con nó bôi hết vào chè em. Mày tìm hộ tao cái lỗ cắm chìa khóa cái. Không biết đâu, anh rửa cho em đi. Ấy, mày điên à? Em với anh cùng đi xe này, anh chẳng phải rửa. Bây giờ tao đi bộ về, thế thôi. Ngày đi xe của em. Mày thì kệ mày. Liên quan đến tao à? Con lại bố đi theo sách chim con. Sách chim cho con thì con còn đi ra đây bao giờ đâu. Chỉ có anh bảo người khác làm thôi. Anh tuyên ra thế. Này, mày gây thủ chuốc oán với ai? Với bọn trẻ con nó mà cái xe mày gì? Cả cái làng, cả cái xã này chả có ai có. Cả cái huyện này chả ai có. Nó biết thừa là xe của mày. Thì đem đấy. Đấy. Em tố nào bố này, em không biết được á. Em đấm vỡ mồm. Ui đấy, đấm vỡ mồm lần sau nó lại kia. Này, thủ. Chữa cho em. Nói chung là thủ oán không. Ân oán không nên dai dẳng. Thôi, như là tao vừa sờ cái bẩn hết tay tao rồi. Ôi, tao đã sạch lắm. Không. Mắc kẹt chi rồi. Mắc kẹt bánh. Kẹt bánh thì kệ mày. Bây giờ liên quan gì đến tao đâu. Ôi, ông cái. Tao còn chưa xử cái tội mày hôm trước rủ bọn nó lên nhà tao để. Thì khoắng xong nổi á. Cái này em xin lỗi anh rồi con. Xin lỗi mà được à? Bây giờ thì kệ mày. Ôi, tao nói xích rồi. Thôi tao đi về đây. Ôi, nói em với. Tao đi bắn chim. Không. Ây ai, ui, bẩn lắm. Anh có nói không? Hả? Ấy, từ, tao làm gì đâu, nhưng mà bây giờ tao có làm gì đâu. Ấy, điên à? Dạ rộ em ơi. Rất rộ mày, nhưng mà tao có làm gì đâu. Nhưng mà bây giờ, tự nhiên anh tao rủ mày đi chơi, việc của mày đi chơi. Tao không rủ mày đi chơi thì mày cũng đi chơi với bọn trẻ con. Không. Đấy. Em cũng chơi à? Anh rủ cái bắn chim em mới đi, anh ra đây anh lùa em. Lùa em, trả cho em bắn phát nào, ra đây bị chê nói. Bây giờ cho bắn, đi. Cho thèm, hiểu mà. Bây giờ cho bắn. Bắn đi cả chê, bây giờ đâu chê của em hỏng sao? Hỏng thì liên quan đến tao đâu.
khóc với thương nhé, thương nhé, thương thương. Ngu chưa? Chắc chắn là mày bị bọn trẻ con nó chơi xấu rồi. Đẩy ra đi. Đẩy ra. Ông ngất cả vào bình rồi này. Nhờ thì nhờ tử tế chứ nhờ lại. Thì em nhờ anh. Vào hết bình tre em rồi này. Giọt nước rơi, anh giọt sầu rơi rơi. Đây đây cầm đấy. À thôi để tao đút túi ông bẩn cao su của tao. Ôi, này. Nào bây giờ làm nào? Bây giờ ơi, sang chuối xong rồi tát nước lên rửa. Mày đi mà rửa nhá. Mắc kẹt. Ok. Anh ơi, anh ơi lúa. Mà thì tao bây giờ có phải việc của tao đâu, tao đi về. Không. À, từ đẩy ra anh đây cho đây thôi nhá. Này bây giờ tay tao đang sạch thế này. Thế lúc này anh bắt em đi tìm con chim chết chết này. Bây giờ cái ngón tay này anh bảo em tìm đây. Tìm được nướng lên mày có ăn không? Được một miếng. Được một miếng chả là thịt à? Ôi giời, tắc mẹ rồi. Tắc xe rồi, không đi được đâu. Ây. Anh cứ bế lên. Bế lên được thì tao hôm nọ tao đã treo nó lên cây chuối rồi. Nặng bách à. Hết chỗ. Trong một chốt đấy nhỉ. Cứ phải bình tĩnh. Chìa khóa đâu, đưa xem khởi động được không? Tại em bẩn. Thế này đi, bố xe máy đâu chẳng khởi động được. Anh nhìn cái máy nó này. Bình thường cắm chìa khóa lỗ nào? Không biết rồi. Đâu rồi? Nghe đây là cái lỗ nó khóa rồi. Đâu? Đây là bàn thờ à? Lỗ ở đây. Đâu? Đây. À, lỗ khóa thông minh đấy, lỗ khóa bị tự đóng rồi. Đưa chìa khóa đây. Đi em rửa tay đã. Lấy chìa khóa đây, thử cắm vào xem nào. Tắt hết cả xe. Bây giờ dắt thế nào được? Chủ thằng nào nghịch mà dại thế? Có, em biết thì đấm nhỏ. Tao mà biết tao cũng đấm nhỏ. Mày mà biết mày bảo tao đấm cho. Nhớ nhé. Mày không đấm được mày cứ bảo tao. Nhưng anh có đấm được ai đâu. Trời, tao thì không ngán một con thằng nào. Điều. Nào cắm chìa khóa vào. Đi chuẩn bị bọn nó đấm nhỏ. Ai đấm? Vả. Nào. Đâu ấy. Líp cả chìa khóa. Chìa khóa tay mới. Nào cắm vào. Chìa khóa rồi. À, vẫn ổn tốt. Không chê rồi. Chết gì? Con thằng nào chơi dạng thế? Mình như chó. Bọn này đều phải đấm rồi với mồm rồi. Có đấy xong thì cũng phải dắt về thôi. Đây, tự mày xử lý. Không, anh cho xuống đây rửa cho em. Mày đi xe mày xe tao đâu? Không, em không dắt được. Tao còn mắc cả dẹp với chó. Đi bộ đi. Em không rửa được. Hỏng ngất rồi, dây điện nhằng nhằng này. Ui dồi. Con gà ổ chuột này. Ai biết được. Bà, hỏi bà xem có đứa trẻ con nào gì được. Bà biết cái thằng nào nó ơi, chết cháu không? Chết thật. Đường cá như thế chứ làm nào? Ôi trời. Ôi. Rồi ok, sang người dép đã. Đấy, ra. Ấy, anh rửa cho em. Tao đã bế sang đấy cho mày. Em như không bế được xuống đây để rửa. Hả? Không bế được xuống. Bế cái gì? Xe. Cho cả xuống á? Ừ. Mày điên à? Hất nước lên. Hất không tới. Ném xuống đây đi. Ui, ném hỏng ấy. Chứ bây giờ mày bảo tao làm thế nào? Anh dắt vào cua. Không dắt được nữa đâu, mệt lắm. Được. Không được. Ném ở nhá. Mày rút chìa khóa ra. Cái này mày hành tạo. Mắc rồi. Mắc. Chắc lúc nãy mình rút cả bùn vào trong rồi. À đấy, chưa tắt thì mà mở được à? Ừ.
Thế thì mày xuống đây mày tạt tạt qua đi cho nó chảy chảy bớt đi gì đấy. Như thế này thì bây giờ thì rửa xong thì cũng không đi được thì làm nào? Thì sửa. Sửa đâu? Thì anh quảng cáo anh sửa được xe mà. Thôi, tao không sửa được xe đâu. Đấy nhá. Tao chỉ giúp nốt mày là cho xe xuống đấy thôi nhá. Còn đâu là mày tự xử lý nhá. À, thế thôi, đi về. Thì em rửa xe mà. Ra, ra rửa đi. Đợi tí. Mình rửa trà cái thằng nào. Vô thằng nào. Ồ, thì đang đẹp thế này. Xe mới rửa hôm qua đấy. Mới rửa hôm qua mới bẩn thế. Đã bẩn à? Mày lúc nào cũng mới. À, không thì bây giờ lấy xe bò ra đây trở về. Lúc nào rửa xong nó cũng có đi được đâu. Xe bò lâu. Thế nào? Trở đây trong tí phóng về. Ủa rơi hết cho máy à? Không được. Quả này không hỏng, chắc chắn là hỏng rồi. Cái hỏng xe mày, hỏng xe tao đâu mà tao phải lo. Không biết đâu. Chẳng nghĩa tao biết. Này, bẩn hết cả áo tao rồi đây này. Áo... Tao giúp đây. Áo Louis vui tươi Adidas mua 200 mấy đấy. Quách, quách. Tránh ra để tao dắt xuống này. Ngu. Rửa thế này mày có rửa đến tối. Chắc chắn mày rửa, chắc chắn mày chìm ấy. Không chìm được. Chìm nào được mà chìm. Chìm. Đường nào chả phải rửa sạch, cho xuống đây rửa sạch luôn. Tao mất công tao dắt luôn. Này đây, tay bẩn lại. Tay sạch đi. Ôi. Hỏng đây. Tao còn đang bị sứt chân đây này, hỏng thế nào được mà hỏng. Hỏng anh đền nhá. À thế thôi. Không, rửa cho em. Bây giờ tao rửa xe cho mày, mà hỏng xe mày thì mày lại bắt tao đền. Tội gì? Tao đi bây giờ tao đi bắn chim cho sướng không? Tao sang bên kia. Hả? Nhưng mà bây giờ lôi lên nặng lắm. Tao sang bên kia. Ờ thì đi từ đây sang bên đấy. Bẩn. Bẩn gì? Đi từ đây hả? Cho xuống đây rửa phóng sang bên đấy. Ờ. Không. Không. Hỏng máy đây. Hỏng. Hỏng thì sửa. Ờ. Bà. Chết đấy mày. Cứ để xe lung tung mà. Có ngày mất. Bây giờ nặng lắm không lôi được lên nữa. Con đen như thế. Bịt con nó. Bịt con trẻ con nó nghịch. Chín hết đất vào xe của cháu. Ây da. Chân tao còn đắng đau này. Ôi. Hồng đây. Ôi. Hồng. Chúng nó đi quẩn đi là chê. Vừa ra tao. Vừa ra tao rồi xuống lôi. Lôi đít lên. Nhanh lên nó vào hết bô rồi. Tao tưởng nó nông. Nông đâu anh ơi. Nào ơi. Tao tưởng nó nông lôi ra. Lôi lại. Lôi lại. Con chó này. Tao. Này. Đấy tao kệ mày. Ôi không. Đây này. Ôi. Ôi. Nó chăng. Nó của mình. Kéo ra đây. Thì đây. Mày kéo đít đi tao mới đẩy. Thì mày ra đằng trước mày đẩy đi. Ngập đầu cái cứt này chưa ngập đầu xe này. Thì tao ra tao ướt hết quần. Lôi lôi lôi. Lôi đi. Nào, hai ba. Hả? À, tao rửa đã. Không, lên lên đây mới được. Không không. Ướt hết quần tao, điện thoại tao. Không. Điện thoại. Thế thì lôi đi. Điện thoại trong túi quần bỏ ra để tao đứng ra đằng kia thì tao mới lôi được chứ. Lôi. Rồi. Đấy, đút vào trong túi áo đây. Rồi mất của tao. Đút túi quần em. iPhone 13 đấy. Nào. Cả cái xe này không bằng cái điện thoại của ta đâu. Người đi. Chả thế. Nào, hai, bên này. Hai, bên này. Ôi giời. Hỏng mất xe em rồi. Hỏng. À, cái chân. Nào. Rồi, ở lên. Hơi. Rồi, đấy, giờ đi. Đấy. Hỏng xe em rồi. Anh em giúp đỡ nhau để thế là cùng rồi nhé. Xe rồi. Không rửa không phải làm nào. Không rửa làm nào. Tao bảo lấy xe bò cho cho về thì chả cho. Hay là lấy xe bò đi. Thôi tao giúp hết nước hết cái rồi còn gì nữa. Thì lau hộ em với. Không. Thế này thì... Thôi. Thế nhá. Ôi. Không. Ôi cái gì. Đi lôi em về với.
tao giúp hết nước hết cái rồi. Đây nhá. Ôi! Ở đấy là chim. Cái tổ chết con ấy về á.